cái đèn mất tiêu rồi tại. Cái đèn xanh tôi đâu? Rồi. Trời ơi. Lấy cái vỏ kìa nha. Lô cần bánh dài bánh nhà định yêu nha. Nay cần đi từ câu tôm với câu cá luôn cả nhà ơi. Hai nước im quá mà không biết có tôm không nữa. Cố gắng bán kiếm tiền để dành cả nhà. Nay nước thấy cũng ngon quá, cần đi câu quyết liệt thì không biết có hay không đây. Nay cần câu tôm trước nha, chút nữa cần mấy câu cá. Chút nữa nước yếu yếu cần ngoài cần câu cá đủ tùm lum hết. Chính cái gì bắt cái nấy. Ăn câu tôm trước mà được. Nước ấm hỉnh nè. Chỗ trước nữa. Ngon lắm, không biết sao đây. Hôm nay thu hoạch của cần biết cá không đây nữa. Bữa cần câu ăn đêm đó cả nhà. Cần nấu cháo ăn mớ đó, rồi mớ cần câu luôn tới sáng luôn cũng được. Sáng cần bán cũng được 2 kg. Người ta mua cũng 250 kg à. Tại cần câu dính mấy con sao, mấy con tôm xô đó, người ta mua 250, càng bán được 2 kg cũng được 500 ngàn. Chi phí để làm chi phí sau này nữa, có làm chi phí đặng lên nhà Úc chiến nữa là nhà ơi, cần lên nhà Úc chiến nữa mà được. Ăn gà chắc Úc cũng nhớ cần lắm đó. Tôi cũng nhớ cô Tư nữa. Nhớ cô Tư hả? Ừ. Trời ơi, sao giống tôi, tôi cũng nhớ Úc cũng chết. Hỏi mọi người có ai cầm đỡ chiếc ghe mình, chiếc vô tiền mình đi chiến chứ đợi câu tôm bán lâu quá. Cần chảy con tôm bành cái gì nè. Nè nó ăn nè. Ờ. Nè nó ăn mồi nè. Sức luôn rồi nè, dở lên chảy rồi. Chỗ này có tôm càng nghe cả nhà. Mới chảy còn bự lắm. Thơm thơm. Thơm hay cá? Ai biết. Trời cá ơi. Chèn, ơi. con cá phèn. Dằn khè luôn đó. Ôi thả đi ông ơi. Hả? Thả đi chứ làm gì. Ừ cá này ăn ngon lắm mà thôi cần thả luôn. Cá này ngon lắm á. Thiệt á, thịt bủ lắm á. Ở chợ bán cũng rồi cần thả luôn nè. Râu ghi dài quá trời quá đó. Râu ấy, cá này lên bờ chút là chết à. Không cần thả luôn, cái nhà ơi, nó đẹp dữ dằn lắm. Cái màu nó vàng hóng bánh hết trơn nè, nó đẹp, ban đêm nó đẹp hết biết nè. Cá chèn hả? Ừ, cá phèn. Cá phèn. Cá được rồi, màu vô. Cá sủ cả nhà ơi. Đâu? Trời ơi, cá sủ. Sủ nhỏ. Sủ nhỏ. Thôi thả luôn đi cần ơi. Ừ, thả luôn. Thả đi. Cái mình thả lẹ thôi nó chết. Ừ. Cá sủ này bự rồi, có giá lắm nha cả nhà. Thôi con này không sống rồi. Hử? Ăn nuốt lút lử luôn rồi. Gì hả? Không sống. Thôi vậy để giúp mình ăn. Tưởng nó còn sống thì thả nó. Quá trời luôn, nuốt lút lử luôn rồi. Vậy đi rồi làm sao? Thả làm sao nổ. Thấy nó giật quá trời. Không được rồi. Ăn ở ngoài thả được, ăn ở trong sâu quá sâu thả hết được. Quá trời giật quạt luôn rồi con câu. Này dính đường cá phèn với rồi cá sủ nhỏ. Này là mang ống khá chắc ăn khô quẹt luôn quá cần ơi. Để đi, không sao đâu. Chừng này thẳng dây rồi đó. Trời cá nữa rồi. Cá gì nữa nè.
cá gì nữa rồi. Trời ơi, quá nhiều quá trời. Tôm hả? Cá? Cá bự. Không phải con thời qua xa. Cá ba xa nấu cháo ngon dữ dằn. Quá trời, uống cá dứa ăn cá gì vậy dữ thằng. Không phải con có ăn cá gì tôi quên rồi ta. Cá dứa. Cá này. Okay. Cá dứa hả? Cá bông lau gì á? Bông lau. Cá bông lau. Ba xa mưa. Bông lau. Đâu rồi? Cá bông lau. Ừ. Bông lau cái đuôi vàng đó. Rồi sao? Gì? Rồi sao? Thì mình bỏ vô trong cái gọng. Rồi bỏ đi. Tối nay đi câu tôm dính cá không cả nhà ơi. Có đó không? Bông lau nó ăn. Tôi tưởng con cá dứa hồi xưa. Không phải, cái này cá bông lau có đuôi vàng khè nhỏ, bông lau nhỏ. Ừ. Câu này thật cả nhà ơi, sớm giờ câu dính được con cá bông lau với con cá chủ nhỏ rồi. Hôm nay giờ không thấy con gì ăn luôn. Đầu tư quá trời cá rồi tôm không có. Hôm nay cá không nổi thì thắt luôn rồi. Lỗ tiền xăng quá trời. Nước vậy mà nó không có cá không có tôm. Tại vì nước này cá nó ăn tôm không ăn rồi thua. Cá tôm đủ thứ hết trơn. Như cần câu như là hết xíu quách luôn. Vừa cá vừa tôm luôn. Viền kéo cá mà dưới kéo tôm mà. Này chết hết rồi. Này cũng 10 giờ mấy rồi đó, 10 rưỡi ra rồi. Nó muốn đói bụng rồi đó. Chút nữa nấu cháo ăn luôn. Nấu cháo cá ăn luôn. Hai con cá sủ bị lớn rồi cả nhà chứ con cá sủ. Chờ. Còn dư mấy con tép nữa. Dư mấy con tép chút nấu cháo luôn. Dư được con cá bông lau nằm dưới gọng. Gắn cầu kiếm thêm rồi có con nào bự. Ấy. Ủa. Dứt cắn. Ghĩa hả? Hên xui cả nhà, không phải bữa nào cũng dính nha. Bữa trắng tay, bữa thắt trắng luôn, không có con gì. Mà cần cũng đâu đăng clip cho cả nhà xem đâu. Thức tới sáng đêm mà không có con nào. Sáng ngày hai mắt nó thụt vô như gấu trúc. Không phải câu đêm nào cũng có đâu. Làm nghề Hà Bạc này mà. Bữa có bữa không. Nhất đánh Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá là nghề Hà Bạc này. Bữa thì no, bữa thì không có đói luôn. Sáng giờ có Út có điện gì không cần? Hả? Sáng giờ có Út có điện gì không? Có, điện cũng hỏi thăm này kia đồ. Út làm như bộ vô gió nhớ cần ai rồi. Chắc vài bữa xuống. Không xuống cần lên. Nói đúng rồi, anh cần nghèo đỡ không hả? Cái Út cũng dễ thương lắm nghe nha. Chỉ duyên nợ mình sao? Tới thì mình đón nhận liền. Câu được mấy cái nhỏ nhỏ rồi thấy anh cần anh đem cái vợt nè các bạn. Lục bình tứ phía trên giờ không biết về. Thấy cái vợt cái mất cỡ hết. Vợt nó xúc tua cũng dính nữa đó. Đi xúc cá. Mỗi bữa không đem vợt thì nó dính cá, còn bữa đem vợt thì không thấy con cá nào hết. Ngặt đời. Sấm chớp quá trời, sao chỉ mưa. Ngồi chắc mưa quá. Mưa cái anh em mình gầu luôn xong.
cái đèn mất tiêu rồi tại. Có đèn coi. Cái đèn xanh tôi đâu? Thôi. Ôi trời ơi, ấy. Lấy cái vợ kìa nha. Trời ơi, cá cóc nó bự. Cá cóc. Trời cá cóc luôn. Thôi lý rồi. Quá trời cá cóc bự luôn. Hết biệt cá cóc. Con cá cóc này 2kg. 2kg luôn. Ừ, 2-3kg luôn á. Ơ ơ ơ ơ. Ừ, để trong cái vợt đi. Góc đá không nào. Ôi. Nãy giờ mình nằm cả nhà ơi. Câu riết mắc nạn không có gì. Để cá ăn được. Quá trời cá cóc. Con mắt nó đỏ ao luôn. Đỏ ao. Quá trời luôn. Đi nãy chúng. Ơi. Quá trời mà. Dây lờ mờ là đứt nó liền. Quá trời. 13 kg. 3 kg đây thôi. Bự lắm, 3 kg luôn. Mình kia 3 kg khỏe chân luôn. Ăn nó lôi lúc cán được không? Này mình làm gì giờ trời? Hả? Ai biết. Thôi bỏ vô gọng đi. Ừ, bỏ vô gọng nó chứ. Bỏ gọng đi. Ê. Trời ơi, nó chạy vậy nè. Quá trời nó mạnh luôn. 2 kg mấy 3 kg được. Bỏ vô trong cái này nhảy mới được. Mạnh dữ lắm. Thả nó lôi lúc cắn cái cây cầu. Được, vô mạnh rồi. Đêm nay vô mạnh đặt. Ngồi mai. Càng mai nãy giờ rách luôn cái quần. Nó mới dính nó ra. Tới nước nó dính hàng. Bởi vậy mình câu đừng có con ăn. Con ăn quyết liệt. Tiếp tục quyết liệt nữa. Cũng 12 giờ mấy rồi Cần ơi. 12 giờ trời chuyển mưa nhán quá trời luôn. Chuyển mưa. Cả nhà ơi. Câu được con cá cóc bự, con cá sủ nhỏ nè. Thằng bắt đi con cá ấy nữa nha. Cá trời ơi, sạch trơn rồi. Cá bông lau. Bông lau nhỏ, bự không. Cá cóc càng rộng lại càng bán nha nhà ơi. Bự lắm, con cá này gần cá 2,5-3 kg. Rộng lại sáng càng bán được 9 tiền. Ăn con cá sủ nhỏ với mớ tép. Thằng câu còn đó. Cá nó không ăn giờ càng ăn. Nấu cháo ăn nha nhà ơi. Ăn chút nữa ăn đợi nước chút nó càng đi đâu nữa. Còn mớ tép kia nó còn tươi. Tép này nó cũng hơi cũ rồi. Thằng bác ăn nấu cháo ăn không cho rồi. Cá nó dãy rớt lụm chân. Mằng tép cả nhà. Nhưng mà hồi mặn cá sủ với cá bông lau nhỏ. Mùa này chưa có cá bông lau bự. Chắc mùa gió chướng mạnh á. Gió chướng mạnh câu mới có cá bông lau bự. Miếng tép nấu cháo mới được. Đêm nay câu gán kiếm 2-3 con bự nữa bán đi nha. Câu tép này cũng có cái lợi hại nữa hả Cần? Ừ. Câu cá nó không ăn mình ăn luôn. Còn mớ tép tươi kìa, lấy một chút nữa mình ăn xong đi. Nước này chắc có khoảng 2 tiếng rưỡi. Ừ, có 2 tiếng rưỡi rồi. 2 tiếng rưỡi nữa mình câu mới được. Quá trời chảy rồi. Câu hết được, câu cá hết được rồi. Chảy quá ăn cá nó không ăn. Cả nhà ơi, nãy giờ chiều gần đi Cần không có đem ba cái mà nước nào cũng gì cho Cần khô nước mắm. Khô nước mắm, tí nước mắm. Tí hành phi, chỗ cá thì đi chiều không có đem. Có gì đem. Cá, chúng ta cần nấu cháo.
không có đường, chỉ có muối, mắm muối. Miếng mục ngọt. Tí tiêu. Ướp cho thấm cá xong rồi hồi ra mấy kho ăn nó ngon. Cá cầu dư rất là làm luôn. Vụ mánh. Chứ chừng giờ nó đói rồi, muốn ăn gì cũng ngon chứ. Xong rồi chú là cả nhà thấy vậy chứ. Cả nhà thử trải nghiệm một lần đi. Đi xong đi, mình ăn những món nào nói chung là mình làm nó ngon lắm. Ăn nó, ở nhà mình ăn ngán mà đi ăn ngon. Miếng nước mắm cho nó đậm đậm cả. Được rồi, có muối trong này. Không có nước nào thôi, cần lấy cái lon bê bê ấp này, cần bỏ vô tí ga nha, tí ga này ngồi như cho nó có màu khác khác, cái bắt đầu để vô thằng kho đó, lon bê ấp không biết này nó lên màu không nữa, ai biết kệ không sao đâu, ngồi như nó sâu lên nha, lên màu nó ngon à. Chế đủ thứ chế vậy nghe rồi. Ừ, thơm ngon lắm. Mà ham mình hấp gà cũng ngon đó. Hấp gà, hấp cá hấp này kia cũng ngon đó. Đi xong đi suối thì không có là tận dụng lúng đại. Vậy mà nó ngon lắm. Bị úp nó lên màu cả nhà ơi. Đó, lên màu ngã nè. Bây giờ cần bỏ cá vô nha, cho sôi chút nữa đi. Cái nhà kho này ngon lắm nè. Kho cho nó lên màu vậy đó. Nó sôi ụt lên á, lên màu quá nên bỏ cá vô ngon. Đổ bụng tới rồi. Nó đổi màu rồi, bỏ cá vô mới được. Nó lên màu. Quá thơm. Kho cho nó sắc lại mới ngon. Miếng bị ốc. Quên đem cái muỗng cả nhà ơi. Mình cần cắt cái lon này, bê ốp này để mình làm cái muỗng để hồi múc cháo mới được. Chứ không đem theo cái muỗng rồi. Nè. Hồi múc cháo mình ăn. Cho thấp xuống một chút nữa mới được. Vì nó hơi cao quá. Chứ không đem theo cái muỗng đâu có gì đâu múc. Vừa được rồi đó. Múc nha. Mình múc gì vừa chiếc nè. Cá nó gần chín rồi nha. Nó gần cạn rồi, thằng sắt mới hành. Để lên cá cho nó thơm. Đói bụng quá. Đói rồi nấu cháo ghiếc rồi. Xong đi xuống này nói chung là nó cũng bất tiện hơn ở nhà vậy đó nha. Như bạn bè khán giả nào muốn trải nghiệm thì mình phải kiểu dạng như là mình phải biết được, biết cũng nhất nữa. Thứ nhất là biết bơi, biết lội á. Thứ hai nữa là mình xong nước mình phải gần ghé. Nhiều khi cần cũng muốn chở cả nhà đi lắm. Có ông chú ở trên Sài Gòn ổng cũng về đi câu tôm chứ gần đó, cần cũng chở ông đi đó. Ổng cũng biết lội này kia quyết liệt à. 68 tuổi rồi. Chú ba hồi đó đi cậu tôm cũng dính tôm nhóc hết trơn. Mình làm cái món tôm trong gỏi bằng bằng cho ông ăn, ông quá trời ông nói nó ngon. Hái mớ rồi. Không có con đường nhắc. Hái lá lục bình mới được. Đổ ở đây hả? Ừ, đổ ở đây ngon, nấu cháo đem theo. Con cái nào ngon chứ bộ thơm quá trời luôn.
hết luôn. Nồi cháo này ngon. Cả nhà gia đình yêu ơi, thằng nấu cho cháo cá ăn nha. Thằng muốn cháo ăn không có đem theo cái giá rồi, thằng cháy này muốn muốn cháo luôn. Nấu này nấu cháo đặc nha cả nhà, cháo đặc ăn với cá khô khô mới ngon, nóng quá ăn ngon. Đặc đặc mới ngon nè. Làm đưa chén này cũng múc vô một chén. Cháo nó đã làm bị ngon bi luôn, ăn bụng dần một chút nữa. Còn khoảng 2 tiếng rưỡi hôm bữa nay mình câu trễ hơn mọi hôm á. Nè, cháo hút cho nóng nè. Ủa nè. Ủa một tí tiền thôi được. Cháo ăn đặc vậy đó nó mới đã nè, giống như là mình nấu cơm nhão đó cả nhà, ăn mới ngon. Khu luôn bi luôn nha, dứt luôn tôi khu cho ông luôn, tụi anh em mình làm luôn nè. Vô đại coi. Rồi vô cúng kiến ra đi. Một phát cái tên chạy quán cánh cho anh vỡ một và năm câu chạy câu lưới của tụi con câu dính cá dính tôm nè, cầu út dính luôn nè. Vô nè, nhìn mời cả nhà gia đình nha. Vô cả nhà ơi. Làm cho ấm bụng thôi nghe cả nhà, uống không được nhiều, cũng ít lon lon lon. Cảm ơn anh Hoàng Võ nha, anh Hoàng Võ có donate, có gửi cho anh em mình ít luôn bia. Em cũng cảm ơn anh nha, anh Hoàng ơi. Em cũng mời anh ăn cháo chung với em nha. Em mời anh, xin mời cả nhà gia đình luôn. Mặn mặn nó ngon. Có cái tô đá này cũng lợi hại ha cả. Tô đá này đâu có bị gì. Chớ. Mời cả nhà gia đình nha. Cá chủ. Thịt cá chủ ngọt lắm. Cá chủ này cả nhà thấy không? Nó mềm thì mỡ ngon. Mình mời cả nhà luôn. Tôi vẽ cho ông khúc ra. Thôi được rồi, ăn đi, chút tôi ăn cơm. Hai này mình, tôi ăn khúc luôn, ăn khúc đầu. Rồi, cảm ơn. Chàng giọng mớ là nước mà. Cá chủ này ngọt lắm. Mình mời cả nhà. Cháo đặc này ngon. Ngắm bụng. Đêm xuống này ăn gì cũng ngon. Nóng nóng, à. Cháo nóng là ngon. Cá chủ thịt trắng khác, thịt trắng mà ăn nó thịt nó trên đi nó không dễ nhưng mà nó rất là bổ. Nó ăn sâu luôn. Em ăn tép mắc cười hả? Nó ăn tép cá không ăn, mình ăn luôn cả nhà. Cá này là con cá bông lau nghe nhà, nhưng mà nhỏ. Cá bông lau người ta gọi cá bông lau đó, cái đuôi, tại vì cái nhà biết không, cá bông lau là cái đuôi nó hơi màu vàng vàng, nó vàng khè cái đuôi luôn á. Ăn con cá bông lau này nó rất là mắc tiền. Nãy tôi tưởng cá dứa không chứ. Không phải, cá bông lau mắc tiền lắm. Cá dứa cũng giờ hiếm câu được nó. Làm thêm bát cũng được. Bát trời đó ngon.
cháo nóng, rồi thêm cá nó nóng rồi đó. Vô, vô cái đi. Rồi, xin mời cả nhà nha. Mời anh Hoàng giỏi luôn nha. Cảm ơn anh nhiều anh Hoàng ơi. Gửi gia đình nha. Cá bông lau này nha. Cá bông lau này nếu như mà vô nhà hàng người ta bán mắc tiền lắm. Càng không biết giá nhiều đó giờ. Cá nhỏ nhỏ dính càng ăn không à, ít khi nào bán. Cá không có dính cá bự. Cái sông này lúc chưa xưa lúc trước là cá bông lau là con 5-7 kg thả lưới á. Chục ký, mười mấy ký, 20 ký cũng có nữa bông lau nha. Còn bây giờ hết rồi. Bây giờ tại người ta lết điện, người ta chích điện quá trời cho nên nó, cá bông lau này giờ nó hiếm nó ít lắm. Trừ khi là còn nhưng mà con chừng ký, ký gửi 2 ký. Cá sủ này mình bán được nhiêu giờ cần? Cá cóc hả? Ờ, cá cóc chứ. Cá cóc này thì ngày mai chắc cũng có thể là 250-1000 ký. Dạ, bự. Ừ. 2 ký thì nếu như 2 ký, 2 ký mấy thì cũng khoảng 500 mấy, 500 ngữ hoặc là 600 ngàn. Cũng đỡ ha, tưởng là anh em mình móc bọc rồi chứ. À, tưởng hết rồi. Chút nữa mình còn đi câu không mà. À. Trong chút nữa. Con dằn đó cho dằn túi đi. Ừ. Mai mình bán lấy tiền làm lũ phí cả nhà ơi, để dành nữa. Có dịp nào cần lên Út Hiểu chặn nữa. Ừ. Ngon. Cái này à, cá mình kho tối chắc xuống xong rồi mình nấu cơm nhão cũng ngon, mà ăn cháo nó ăn cháo đặc nó mới ngon, chứ mà cháo không đặc là ăn ngon lỏng quá, ăn ngon cháo đặc mới được. Rồi cá cóc nó quậy cũng còn mặn lắm. Để cần vẽ miếng thịt cá bông lau cho cả nhà nha. Đây mà nè, thịt cá bông lau là nó vàng vàng ngon lắm, nó rất là bổ, nó thơm rất nhiều so với mà cá hú cá ba sa là ăn không bao giờ lợi, cá bông lau là ăn là tuyệt vời nhất. Bởi vậy nó mắc tiền lắm cả nhà ơi, cá bông lau mắc tiền lắm. Vô bà. Trước hai trái khẽm tôi cay quá trời. Nhớ khẽm ngon. Nè cả nhà em. Cái thịt của con cá bông lau nó ngộ lắm nha, kho là không có gã nha. Dẻ lắm. Mời cả nhà hãy định nha. Ngon. Ông ăn thịt cá bông lau thấy nó thơm lắm đã ha. Thơm. Mà cái chớ thịt nó vàng khè. Ngon. Ngọt bởi vì nhà hàng đắt lắm. Quá trời ngon. Làm thêm mớ nữa. Trời muốn chuyển mưa hay sao á? Trời nếp ngán à. Nếu như mưa thì anh em mình về. Còn không mưa thì anh em câu nữa. Ghiền lắm cả nhà ơi, ghiền câu dữ lắm. Cá tôm mà nó giật nó lôi liệt liệt nó ghiền dữ dằn. Quá ngon. À. Ba chén cả nhà ơi. Ba cháu. Ngon nhất biết gì không? Hả? Khoai nhất tép. Ờ, tép nó này hấp vô mặn, cá cũng ngon á. Cá mặn cũng ngon, mặn tép cũng ngon. Thì lúc cả nhà biết sao không? Lúc trước cần đi câu cá. Mình đem theo mì dưới bếp ga. Rồi câu tép này nè, không cá không ăn rồi cần bắt tép, cần nấu mì càng ăn luôn. Nhiều khi nước nó không ăn đó rồi tối đó bụng đó. Mình nấu mì mình ăn cho lẹ, dưới tép bỏ vô. Nắm vô mặn. Vô luôn Bình ơi. Vô. Vô lẽ. Mời cả nhà nha. Cả nhà ơi, Cần cũng xin kết thúc video đây nha. Cần xin chúc cả nhà sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cần xin tạm biệt cả nhà nha.
Đôi cánh tay anh che chở em muôn đời, xin chớ nên xa rời vòng tay ấm thân thương. Mây kia xám vắng ngang trời bồi hồi, có cây mù sương.